Vị Xuyên, khúc tráng ca lịch sử. Trung đội trinh sát đặc biệt. Quay phim Thanh Hà, Nguyễn Văn Tường. Dựng phim Hải Yến. Đưa các địa chỉ đỏ, đặc biệt mặt trận và các câu chuyện Vị Xuyên vào tour du lịch Hà Giang là mơ ước của tôi, của rất nhiều cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên và những người yêu và tự hào về lịch sử Việt Nam. Ở những điểm du lịch Trung Quốc, người ta thổi hồn vào đó những câu chuyện lịch sử có nội dung vô thưởng vô phạt, là giả sử, không cơ sở khoa học, không khả năng kiểm chứng. Nhưng khách du lịch không chỉ trong mà ngoài nước, không chỉ châu Á mà cả châu Âu, cả thế giới đã đến đó tấp nập. Việt Nam ta, mỗi tấc đất, mỗi địa danh là một câu chuyện lịch sử thấm đẫm tình người, tình đất, thấm đẫm máu và nước mắt, thấm đẫm truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm, là niềm tự hào mà không phải dân tộc nào cũng có được. Những câu chuyện, những địa danh đó khó có sách nào ghi được hết. Vậy thì con cháu chúng ta sẽ biết đến lịch sử bằng cách nào? Nếu chúng quên lãng, lịch sử sẽ bị xuyên tạc. Đó cũng là bạc bẽo với xương máu của cha ông trong quá khứ, thiếu trách nhiệm với con cháu trong tương lai. Quên đi quá khứ không bao giờ có một hiện tại vững vàng và một tương lai tươi sáng. Một chuyến du lịch Hà Giang với địa chỉ đỏ Vị Xuyên đã hình thành trong tôi như vậy. Đấy sẽ là một chuyến khảo sát và tuyên truyền. Một trung đội trinh sát đặc biệt được hình thành như vậy. Trung đội dự kiến sẽ có trên dưới 25 người, đủ cho một chuyến xe 35 chỗ, đủ thu cho một nhà tour mà mình sẽ hợp đồng. Nhiệm vụ của trung đội là đi địa bàn, xác định các điểm dừng nghỉ phù hợp, xác định các điểm đến ý nghĩa, đủ đặc biệt và phù hợp thời gian. Thành phần trung đội dự kiến sẽ là các nhân vật trải nghiệm, gồm cựu chiến binh Vị Xuyên, người kể chuyện, các cựu chiến binh thuộc các mặt trận trong các thời kỳ chống ngoại xâm của Việt Nam. Tôi chọn và chia sẻ ý tưởng với Phạm Thanh Hà, chủ doanh nghiệp du lịch Easy Tour, chủ kênh Âu Lạc TV, là khán giả của Win Win Việt Nam, yêu thích lịch sử. Hà rất ủng hộ và hứa sẽ quay phim giúp. Tuy vậy, chúng tôi muốn có một dấu ấn cho chuyến khai phá đầu tiên này, muốn ngay lập tức nó phải có sức mạnh. Thật may mắn, ngay khi Win Win chia sẻ ý tưởng với nhà tài trợ đầu tiên, đã nhận được số tiền tài trợ tương đương 20 suất khách mời. Khó khăn đầu tiên đã vượt qua. Rất nhiều thứ phát sinh cho phù hợp với ý nghĩa đặc biệt của nó. Đội quân được tập trung sớm hơn, ra mắt trung đội trong một bữa cơm thân mật, ngủ tập trung để đảm bảo xuất phát đúng 4 giờ 30 phút ngày hôm sau, 20 tháng 12, 2023. Trời còn mờ tối, trung đội sẵn sàng, mệnh lệnh hành quân hướng mặt trận Vị Xuyên lên đường. Tất cả dường như trẻ lại, đã lên xe là cùng một hướng thẳng tiến. Như muôn mặt cuộc đời, mọi việc không phải tất cả đều suôn sẻ. Đối với mỗi thành viên đoàn là mỗi câu chuyện khác nhau. Đầu tiên phải kể đến cựu phi công MiG-21. Thanh Xuân, anh lái MiG-21 bắn hạ F-4, lái F-5 chuyển đổi hệ chỉ trong vòng 7 ngày. Năm nay, người cựu phi công này đã bước vào tuổi 80. Ông Xuân đăng ký rất sớm và rất háo hức. Vậy nhưng, ông cũng là người thăng trầm nhất. Bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, đến nơi nghỉ không có người đón tiếp, vội vã
cùng con gái đến nơi sẽ dùng bữa tối, cũng không có người đón tiếp, điện thoại không ai nghe máy. Rất giận, cảm giác không được tôn trọng, ông đã muốn ra về. Cuộc gặp gỡ giữa hai vị trưởng đoàn là tư lệnh và chính ủy của chuyến đi còn tệ hơn thế nữa. Đó là cuộc đụng độ chỉ bởi những cá tính của mỗi người và ngôn ngữ của địa phương. Không khí trung đội có phần gượng gạo. Cặp đôi hai vợ chồng nhà văn Phạm Thông, nguyên cán bộ văn hóa, vào chiến khu khi 14 tuổi, tác giả Con của biển. Vợ là nữ tình báo Hồng Hoa. Họ quen biết nhau 50 năm trước tại Hà Nội. Đó cũng là nơi hò hẹn yêu đương. Vì đất nước thân yêu hoài dư, bày thế thế cơ kia tự do, là tự do quên mình vì dân. Hải dương ta theo dấu trung đội trinh sát đặc biệt, bạn có thể đến với Vị Xuyên, đến với nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, đến với các địa danh ngã ba Thanh Thủy, được lính trận Vị Xuyên mệnh danh cửa tử, đến với hang Rơi, hang Lằng Lò và đặc biệt đến với nơi hội quân huyền thoại đỉnh cao 468. Từ nơi đó ngắm nhìn vách 685 sừng sững, mà trên đó, trong đó là những lò vôi thế kỷ, nay đã xanh tươi. Ngắm dãy núi đất 772 và nơi mờ xa tít chân mây đỉnh trời kia là 1509, với bao câu chuyện huyền thoại của khúc tráng ca lịch sử miền biên viễn xinh đẹp này. Hết ngày thứ nhất, bạn sẽ thấy mệt nhoài mà lòng thì tự hào, dường như ta đã có một ngày hoạt động thật sự ý nghĩa, một ngày mà ngay cả nơi dừng nghỉ cũng là một địa điểm đáng để chúng ta kể cho nhau nghe. Cơ sở sản xuất bánh chưng xanh Bà Đất của chi hội cựu chiến binh thôn Tân An, xã Hùng Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Tôi đang kể bạn nghe về một hành trình 4 ngày 3 đêm theo cách các bạn trẻ ngày nay review cho một tour du lịch của một đoàn mà chúng tôi gọi là Trung đội Trinh sát đặc biệt. Bạn sẽ cùng với trung đội chúng tôi trong 3 ngày 2 đêm còn lại đắm mình trong mây với những bản làng lưng chừng núi, lưng chừng đèo. Những ngôi nhà bằng đất, bằng đá, với kiến trúc cổ xưa của người đồng bào dân tộc Hơ Mông, ngưỡng mộ, kính trọng những người anh chị đã bằng bàn tay và ý chí làm nên con đường hạnh phúc, đường 4C, nối thông một miền đá cô lập, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, với thế giới bên ngoài. Qua hai trụ cổng trời thiên tạo, nghe kể rằng xưa kia thực dân Pháp đã không thể vượt qua được cổng gác này dù có cố gắng đến đâu. Để đến được với Mèo Vạc, bạn sẽ phải vượt qua một tứ đại đỉnh đèo của đất Việt với cái tên Mã Pì Lèng, rất lạ mà cũng thật quen. Mộng mơ hóng làn gió mơn man trên sông Nho Quế, biếc xanh bởi in bóng trời, in bóng núi. Bạn sẽ ngỡ ngàng cười như con trẻ khi vô tình trên đường lạc vào một chợ nhỏ vùng cao. Bạn nhất định sẽ được nghe tiếng trái tim thổn thức khi tay đặt lên ngực, nhìn lá cờ tung bay và cất tiếng hát.
đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa. Dưới chân cột cờ Lũng Cú, những núi đá, những câu chuyện và những con người nơi đây, miền biên viễn này, nhất định sẽ khiến bạn thấy trời mây trong xanh hơn và tâm hồn phơi phới. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi, vì nhân dân quên mình. Đoàn Việt quốc chúng ta ở nhân dân mà ra, được dân mến, được dân tin muôn phần. Thề vì dân suốt đời, thề đánh đấu không ngừng, vì đất nước rất yêu mà hy sinh. Thề Việt Nam lúc kia giành tự do hòa bình, đoàn Việt quốc quên mình vì nhân dân không nên. Thề nam phương tạo hồ người vì dân sáng lao, trong bao năm người tranh đấu không ngừng. Người chỉ biết có dân ngày này lo sao cho, toàn dân ấm, toàn dân lo được hoàn thành. Người vì vui khi nào toàn dân hết đau thương, người tranh đấu đem tương lai về cho dân. Đoàn Việt quốc chúng ta là con yêu của người, thế tranh đấu suốt đời vì nhân dân.